Chuyển sang các phần tin khác, chỉ còn hơn nửa tháng nữa sẽ đến Giáng sinh năm 2023. Thời gian này, tại phố bán đồ trang trí trên đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, rất đông người dân đến đây mua sắm đồ trang trí nhà cửa, làm không khí nơi đây vô cùng nhộn nhịp. Theo chia sẻ của các tiểu thương, vật phẩm trang trí Giáng sinh đã bắt đầu mở bán từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11. Khách hàng bắt đầu đông dần đến hiện nay. Các mặt hàng bán chạy trong mùa Giáng sinh năm nay vẫn như mọi năm là cây thông, ông già Noel, trái châu, chuông, vân vân. Sáng là 7 giờ mở cửa là có khách vô rồi. Tới 11 giờ đêm cũng có, cũng còn vô luôn. Mặt hàng mới nhiều lắm, nhiều hơn năm rồi. Giá cả thì nó cũng bình dân lắm, chứ nó không có cao. Ai mua cũng được, ai chơi cũng được. Dù như cây thông cũng là mẫu mới nè, dòng Nguyệt Quế, Châu, đồ đó, mẫu mã cũng đa dạng. Đặc biệt, năm nay các vật trang trí làm bằng chất liệu kẽm nhung như cây thông, vòng Nguyệt Quế đang là mặt hàng hot trend, thu hút sự quan tâm từ người mua. Giá cả của các mặt hàng có tăng nhưng không nhiều, chỉ tăng từ 5 đến 10%. So với những năm trước thì bây giờ hôm nay mình mới đầu cảm thấy là con đường khu phố này bắt đầu bán những đồ Giáng sinh rất là đông đúc, rất là nhiều. Thì mình cảm thấy rất là vui, bắt mắt. Năm nay thì nó đa dạng, nó nhiều mẫu mã hơn, nó đẹp, lung linh hơn so với những năm trước. Tại vì thứ nhất là nó gần với chỗ mình ở, thứ hai là giá cả thì nó hợp lý và nó nhiều mẫu mã đa dạng. Nên là mình muốn vô đây mình để lựa chọn. Trước những khó khăn của nền kinh tế, khách hàng có xu hướng tối giản và chuộng những mặt hàng có thể dùng lại, chủ yếu tận hưởng không khí Giáng sinh trong không gian riêng của mình.